trồng thuần cà phê thế này thì thỉnh thoảng có cây sầu riêng ngày trước trồng mà nó bị chết. Còn cái chỗ vậy thì cái cả à, cái kia nó trồng ở chỗ trên diện tích 3 sào thì làm sao mà được 70 cây sầu riêng bạn? Xin chào anh chị, hiện tại thì em đang có mặt tại xã Ea Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Tại vị trí này thì ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu với tất cả anh chị một cây lô đất rẫy có tổng diện tích là 8.200m2 ạ. Từ vị trí của lô đất thì cách trung tâm trường chợ ủy ban là khoảng 2 cây số. Từ vị trí này thì chạy về trung tâm thị trấn Chư Sê thì khoảng 4 cây số nha anh chị. Cái khu vực này sau này khi mà Chư Sê lên thị xã rất có thể khu vực này sẽ trở thành phường nha anh chị. Lô đất ngày hôm nay em giới thiệu thì có tổng diện tích là 8.200m2. Từ vị trí của lô đất thì cách cái đường bê tông gần nhất là khoảng 100m nha anh chị. Trên đất thì có sẵn 500 cây cà phê và khoảng 70 cây sầu riêng đang trong quá trình cho thu hoạch nha anh chị. Theo đánh giá của em, đây là một cái lô đất hiếm khi được giao dịch tại Chư Sê nha anh chị. Và đặc biệt cái lô đất này rất là gần Chư Sê, có cái nguồn thu rất là ổn định. Anh chị cân nhắc đầu tư nha anh chị. Lượng cái cây lớn này 28 cây lớn đúng không ạ? Còn cây nhỏ như thế này chú? 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng là 36 cây nữa. 36 cây nhỏ. Nhỏ đó là cây nhỏ, cây đây, cây đây suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng chứ còn cái kia to. À rồi rồi rồi. Rồi chú đi được à đó 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 đó. Là nhỏ đúng rồi. Này là nhỏ này, còn ba kia mình trồng thêm. Rồi rồi con hiểu rồi. Tức là số lượng cây như thế này là bao nhiêu cây ạ? 36 cây. 36 cây. Chú, cái khu vực cà phê này là bao nhiêu cây ta? Giờ trồng xen xen cái thầu tiêu chết trồng xen xen. Đó là cà phê nhỏ nha. Đó là cà phê đây. Ừ, dạ, có được 400 cây không? Cũng không tính gì. 400 cây, còn cái khu vực dưới chú, cái khu vực dưới này là khoảng 300 cây cà phê lớn nhỉ? 320 cây lớn. Già cỗi này phải không? Tức là cái này dạ cái này chắc phải 6 năm tuổi nhỉ? À không, hơn đó. 10 năm. Không có đâu, cỡ 7-8 năm. 7-8 năm. Dạ. Nói chung đám này là còn một cây cà phê của cái gốc này nữa là đồng thị lợn. Rồi rồi con biết rồi. Hồi nãy bạn kia vậy. 28 cây này. Và đang làm bông á. Rồi, 28 cây đang làm bông, còn lại là gần 30 cây. À 36 cây kia. Rồi rồi để con. Giờ hiện tại là cái vườn này là đang trồng sen với chanh dây. Tổng diện tích cả cái hồ kia là bao nhiêu? Hồ, hồ 2 sào. 2 sào là tổng diện tích là 2 hectare. Con đảo lên đây nữa. Cùng đây này. Cái... đây này, cái lứa sau này đúng không? Cái lứa sau gần 30 cây này. Đó, cái lứa sau gần 30 cây này. Khu vực này đẹp này. Khu vực này đẹp, chú chăm sóc tốt này. Nước ống đồ trôn hết rồi. Đúng rồi, chị sao? Ống nước đồ là trôn hết đấy. Cách ống làm hết. Hồi xưa làm tiêu là làm bét hết, không giờ cách ống đưa vô sầu riêng hết. Rồi, rồi. Ở cái khu vực cái nhà nó ở chỗ nào ta? Nhà á? Có nhà đúng không? Không có nhà. Không có nhà ở tạm à? Nhà tạm ở tắt bên kia. Dạ. Yeah. Rồi cái số lượng như này đang làm bông là 28 cây. Đó. Con ở đây là nhỏ nhỏ một cửa đây chứ đâu phải nhỏ. Ờ thế thì lứa trước lứa sau á. Năm trước năm sau. Năm trước năm sau. Vậy là tổng cộng là cũng gần 60 cây, 60-70 cây rồi. Cái này mà có cái nhà tạm nữa thì ngon. Bên đây là đấy. Bên đây đi. Rồi ok. Từ đây chạy ra xã chắc gần nhỉ? Gần xã anh. Dạ. Từ đây lên tới nhà tôi á là bộ đường thẳng này lên là bắt điện này là một cây số này. Một cây số vậy là vậy là chạy về xã nó là khoảng 2 cây á. Ừ, 2 cây. Từ đây chạy ra Chư Sê thì 4-5 cây nhỉ? 4 cây không? 4 cây.
4 cây. Cái vườn này mình ăn cái sầu riêng là chính thôi. Ờ, cà phê đúng rồi, cái chỗ này sen cà phê đẹp này, cà phê đẹp này. Ờ, gần hơn 300 cây. Hơn 300 cây với cái kia 320 cây. Cái này mà có cái nhà nữa là ok ấy, chú. Cái này có cái nhà nữa là ok. Đúng rồi. À, trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào mà quan tâm, cảm giác lô đất phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình, có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0868021102 để bên em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.